Dân chúng Ấn Độ khỏa thân dưới nước kêu gọi chính quyền địa phương thay thế cây cầu quá cũ kỹ. Một ngôi làng tại khu vực phía bắc quốc gia Ấn Độ, dân chúng đều khỏa thân và ngâm mình dưới một dòng sông nhằm để kêu gọi chính quyền địa phương tiến hành xây dựng một cây cầu mới. Những người đàn ông cởi những chiếc áo sơ mi ngâm mình dưới nước và người thứ hai đứng trên vai và tiếp tục hô vang những lời kêu gọi hãy xây dựng một cây cầu mới. Dân chúng tại làng Gorakhpur đã quá ngán ngẩm về chiếc cầu cũ kỹ và rất nguy hiểm, hàng ngày phải chịu đựng nhiều chiếc xe vận tải đi qua. Dân chúng tại khu vực luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ vì không biết khi nào chiếc cầu cũ kỹ sẽ sụp đổ vì sức chịu đựng quá tải. Một cư dân địa phương, anh Satyavan Pratap Singh nói rằng dân chúng biểu tình không chỉ kêu gọi chính quyền quan tâm tới đời sống của người dân và xây dựng một cây cầu mới, song song đó đã có 11 phường trong 5 quận đông dân cư với tình trạng phạm pháp tiếp tục gia tăng vì sự giao thông qua chiếc cầu cũ kỹ thường hay bị bế tắc nên không có sự phối hợp cảnh sát trong khu vực. Nếu có một chiếc cầu mới, tình trạng phạm pháp chắc chắn sẽ giảm đi. Tất cả cư dân trong 5 quận đều dựa vào chiếc cầu cũ kỹ và huyết mạch này từ bao nhiêu năm qua, nay đã đến lúc phải thay thế một chiếc cầu mới. Đã nhiều lần dân chúng địa phương biểu tình nhưng vẫn chưa tạo được áp lực lên chính quyền địa phương. Dân chúng sẽ tiếp tục gia tăng cường độ kêu gọi cho đến khi nào chính quyền có kế hoạch thiết kế và khởi công xây dựng cây cầu mới thay cho chiếc cầu quá cũ kỹ có thể sụp đổ bất cứ vào thời điểm nào. Đàn ông và phụ nữ cởi trần và ngâm mình dưới dòng sông, kêu gọi chính quyền địa phương xây dựng chiếc cầu mới. Ấn Độ là quốc gia đang trên đà phát triển kinh tế. Tuy vậy, thì chính phủ chỉ tập trung sửa sang đường xá và cầu cống tại các thành phố lớn và hoàn toàn không mấy quan tâm tới những khu vực địa phương xa xôi cần sự giúp đỡ trong tiến trình thay thế những cây cầu quá cũ kỹ có thể sụp đổ vào bất cứ thời điểm nào.